Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đi ăn ốc. Gần chỗ mình có một quán ốc mới mở giá cực kỳ rẻ luôn. Cái nồi chip chip hấp xả này chỉ có 40k thôi, hơi bị rẻ luôn đó nhỏ. Và cái đĩa ốc màu đỏ kia là cà na sốt cay. Nhìn cái nước sốt nó đỏ như vậy thôi chứ thực sự thì nó không có cay lắm đâu mọi người ạ. Và cái đĩa này thì cũng chỉ có 40k. Còn bây giờ thì mình sẽ coi thử là ốc rẻ như vậy thì liệu nó có ngon hay không. Với tầm giá này thì ốc nó sẽ cực kỳ nhỏ nha. Sau khi ăn thì mình cảm nhận được là ốc thì rẻ đó nhưng mà gia vị của nó thì không được ngon cho lắm. Ốc cà na sốt cay này khá là mặn. Cái mùi vị của nước sốt này nó khá là lạ và mình cảm thấy nó không hợp với lại cái ốc này cho lắm. Cái nồi chip chip này thì nó ổn hơn một tí nhưng mà cái nước nó rất là chát. Mình nghĩ chắc là do bỏ nhiều xả quá. Tại vì mình chỉ nghe cái vị chát của xả thôi chứ còn lại không nghe được cái mùi vị gì hết. Nói chung là mình cũng hơi thất vọng một tí. Tiếp theo thì mình có kêu thêm một cái lẩu hải sản. Lẩu này thì chỉ có 80k thôi, cũng khá là rẻ đó. Cũng gần sôi rồi cho nên là mình sẽ đổ hết những cái topping vào nha. Và nó đã sôi rồi đây. Gấp bún bỏ vào chén và múc nước lẩu vào ăn thôi. Mình cũng hy vọng là cái nước lẩu này nó sẽ không bị chát giống như là cái nước của chip chip. Nhưng mà sau khi ăn thì mình cảm thấy hơi bị buồn một tí. Ok, thì tất cả mọi thứ đều khá là ổn. Chỉ là cái nước lẩu nó khá là nhạt và hơi bị chát một tí. Nói chung là nó không được đậm đà. Thì mình cũng ăn thử để cho biết như nào thôi. Với cái giá này thì khá là phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên và những con đổ nghèo khỉ giống như mình chẳng hạn. Quán này mình ăn thì cũng mới vừa khai trương được có vài ngày thôi. Thì có nhiều thứ nó vẫn chưa được ổn cho lắm. Hy vọng sau này mình quay lại nó sẽ ngon hơn. Vậy nha, bye bye mọi người.